hôm nay anh em tôi lên Berlin để thăm anh em Berlin rồi vào Đông Xuân để dịch vụ cắt tóc rải tai. Bây giờ xin mọi người cùng xem nhé. Rồi ok. Hôm nay anh em về Berlin đến tiệm chăm sóc sắc đẹp ngoại tái ngoại lỗ mũi. Không cầu phụ mông à. Anh tên gì vậy? Anh Dân Coi. Giáng Coi à? Dân Coi. Anh em ở Hamburg lên Berlin đều nếu có dịch vụ lầy lạy tái thì đến anh Dân Coi. Tiệm tên gì ấy? Lùi 08. Hà lớp 8. Tiệm tên gì anh? Tiệm Dân Coi. Tiệm anh ngoài đấy. À. Tiệm tên Dân Coi luôn. Có cái gì nữa anh?